lòng bò sắt chấm mắm nêm hấp dẫn ha. Cái chẳng dừng này đấy nha, có này đâu đó chẳng dừng này đâu đó, cái này cũng dừng đấy, cái đây có hồng, có hồng này. Chắc phải lấy cái dĩa cái thao gì vậy? Cái này chấm hay là trộn luôn đó? Chấm. Chấm hả? Chấm cà này. Cà, cái câu mua bia gì chứ? Chút nữa đây lấy cầm muỗng. Bị lạnh luôn đi chứ, lạnh uống cũng đau bụng chứ, lạnh này người ta bỏ cũng có lần cái bị nóng bỏ vô tủ lạnh chứ đâu mà chứ đâu lau ra mà bỏ ra để chút nữa nên nó anh đồng sát về anh chạy qua này, mua giá hôm nay bị nóng bị nạnh gì đó hết vậy nó ở đây cắt xui lại cho nó thì xéo lại cho thành dài nó cắt hình không phải mà cắt ngang luôn, mình cắt theo cái hình né ở bóc con nó được không? Không được bóc. Đừng bóc nữa nha. Mình lát bóc chú mười sát cái khác không? Mình cũng cắm vô rồi, mình dày cái gì mà. Dày nè. Dày đó, dày xanh đó. Mình dày làm nhiều không? Mình cắm vô đi. Được rồi. Dạ, dạ. Quá ngon rồi. Này cục non chứ cục dài gì? Đây cục già nè. Nhỏ nhỏ thôi ra, thôi ra, thôi ra, thôi ra. Ừ. Bự quá rồi, ăn nhé. Ông bán chưa? Cái tay nó điện anh, anh kêu anh bắt nhiệt sớm anh tới. Nãy chút nữa em lấy cái khẩu trang ra quay đăng lên cái kênh của anh là để số điện thoại của em vô là nó bán đầy luôn.
một trang để cho thợ trên nhé hả? Đâu 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 cái này nè, cái này nè. Tráng gạo nước dưới đất kia nha. Chính hết rồi đó. Tìm má cái này bán như cái chợ luôn á chứ cái đâu như cái thấy rồi đó như rổ này là bán như cái thấy chợ luôn rồi đó ừ. Có tám rồi. Kê hai ba ghế lên á. Kê hai ba ghế lên. Dạ.